Rồi bắt đầu không các bạn? Đây hướng dẫn các bạn cách mình dùng cái Google Site để mình thiết kế một cái trang web miễn phí nha. Thì cái demo của mình ở website đi, website của công ty InfoSA. Website giới thiệu công ty InfoSA. Công ty InfoSA là công ty triển khai cái phần mềm SAP Unit 1 ERP. Thì tôi sẽ dùng Google Site để giới thiệu sơ về công ty này bằng Google Site. Thì để làm được Google Site thì đầu tiên mình phải vô cái Google Site xâm cơm và login bằng cái tài khoản Gmail của mình. Đầu tiên phải vô Google Site login tài khoản Gmail. Thì mình sẽ được cái trang giao diện như vậy. Đầu tiên là rồi mình sẽ tạo bấm vô cái dấu cộng mà để mình tạo trang site mới. Bấm vô. Rồi ra cho mình cái phần thiết kế như vậy. Rồi thì đầu tiên á là mình phải tạo cho mình muốn có bao nhiêu cái trang trên cái website này thì mình sẽ tạo cái phần trang. Đầu tiên cho mình trang chủ ha. Trang chủ rồi tiếp theo muốn tạo trang gì mình dấu cộng đây để mình tạo ha. Rồi mình sẽ đây mình sẽ có mấy trang này, trang chủ, chi phí triển khai và liên hệ, mình sẽ tạo theo mẫu này ha. Trang chủ. Tạo thêm một cái trang mới, chi phí triển khai SAP ERP, rồi bạn có thể tạo theo cái ý tưởng của các bạn, không cần tạo thêm ý tưởng của thầy trên này ha. Ý tưởng các bạn tạo về trang chủ, giới thiệu, liên hệ, trang chủ gì đó các bạn ha. Rồi tiếp theo thứ hai là trang liên hệ. Đây muốn gì nữa thì làm thêm đây. Đó, liên hệ tôi làm như thế thôi. Đó, được 3 trang. Không, thì tôi sẽ thiết kế trang chủ. Tôi muốn thiết kế trang nào tôi bấm vô trang đó. Muốn thiết kế trang chủ thì bấm vô trang chủ ha. Trang chủ thì đây. Được chưa? Rồi, đầu tiên tôi sẽ cấu bánh ăn cưa cài đặt nè. Để tôi làm tiếp cái phần là hình ảnh thương hiệu, biểu trưng, biểu tượng trong web. Tôi chọn lên, tải lên. Tôi sẽ tải cái logo lên nha. Văn bản thay thế nếu như là cái văn bản thay thế của cái này là info cái này màu ha. Rồi biểu tượng trang web, biểu tượng trang web cũng vậy, mình sẽ lấy cái logo mà đó ra luôn. Rồi nó tự động lưu ha, không còn đây, nó không có nút lưu, nó tự động nó lưu cho mình luôn đó. Giờ rồi tiếp theo mình sẽ làm tiếp nhập cái tên cho cái chỗ này trang mình cái gì đây, ví dụ như là bên đây là đặt tên gì đây, mình đặt theo không InfoSAP Partner Việt Nam, ví dụ đây copy qua luôn nè. Bạn không có dữ liệu, bạn không có dữ liệu của thầy làm, bạn có dữ liệu của bạn thì bạn tự làm ha. Đó, được chưa? Rồi tiếp theo tới cái hình header, mình bấm vô thay đổi hình đây về tải, thay đổi hình ảnh nè, tải lên nè. Hình này thì mình sẽ lấy cái hình lên mạng mình kèm hình, hoặc là mình có thể lấy hình của tôi đào về. Đó. À. Rồi tiêu đề vô.
bỏ vô mình phải kéo kéo nhỏ, kéo kéo dài ra hoặc kéo lên như thế nào đó. 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 Thì tiêu đề ở đây là loại tiêu đề mình có nè, biểu ngữ lớn là nó to, biểu ngữ là chỉ tiêu đề trang, mình thích thế nào, bìa không, cái này ha. Đó, cái gì? Đó, à. Đó là mới xong ở phần header thôi ha. Rồi, thì mình có thể chỉnh lại cái phông chữ ở dưới đây ha, phông chữ bên đây nó có phông chữ nè, phông chữ gì đó thì mình chọn đây, đây, mẫu đây. Đó, muốn thích cái kiểu đơn giản hay gì đó thì mình chọn bên đây để cho nó đổi phông chữ kiểu phông à. Đậm. Đó là phông cổ điển. Đó. Rồi bên đây thì mình muốn cái gì? Đó, bên đây có cái khung như đây. Đó, hoặc là cân bằng. Đó. Nha. Phông chữ. Đó. Ví dụ vậy, mình chọn ở đây Google có cho mình những cái lựa chọn để mình có thể mình tùy biến ha. Đó. Dạ. Rồi, tiếp theo mình sẽ làm tiếp cái phần giới thiệu ha, giới thiệu giống vậy, giới thiệu có logo giống vậy, có mũi tên bấm sổ ra để mà có nội dung dài hơn, ví dụ vậy. À. Thì đầu tiên mình sẽ bấm vô phần chèn để mình chọn cái layout phù hợp, layout đây, đây có một cái layout để mình chèn vô nè. Mình muốn là một bên hình, một bên chữ đúng không, bấm vô thì ra mình layout này đúng không. Ừ. Rồi mình bấm vô đây tải ảnh lên, hoặc là ảnh này mình có thể lấy từ ảnh hoặc là YouTube hoặc là gì đó nè. Mình chọn vô, ví dụ muốn lấy từ YouTube thì mình chọn YouTube nè. Đây ví dụ tôi lấy từ YouTube. Ở YouTube ở đây, InfoShare nó có một cái kênh YouTube luôn, mình vô đây mình lấy không em. Ví dụ như là tôi làm khác chút, tôi không lấy hình vậy mà tôi lấy từ YouTube đi ha. Ví dụ tôi bán đường link YouTube đây tôi tìm. À, đây tôi chèn lên YouTube đây, chèn đây. Đó. Bên này là YouTube. Đó, bên này là văn bản nè. Đó. Phần bản này bấm là có thể thu gọn nha. À, tiêu đề bấm vô đây thu gọn ra, thì tiêu đề là đối tác triển khai SAP partner đúng không, mình C qua đây dán vô đây, còn thằng V nó dư mình dán vô luôn. Đó. Rồi hồi sổ ra là gì, sổ ra là văn bản gì nhắn vô. Đó. Sổ ra là gì? Tôi ăn dán ngắn rồi, tại vì của tôi nó ngắn, tôi đổi lại chút xíu như đây. Video này cho nhỏ lại xíu, ví dụ vậy chỗ này nó rộng ra. Mình kéo trên sổ được ha. Rồi. Đó, ví dụ như vậy nha. Đó phần giới thiệu. À. Rồi tiếp theo mình muốn làm tiếp thêm cái gì, ví dụ thêm cái nút đi. Cái nút rồi đăng ký đi. Cái nút thì làm sao? Ở đây nó có chèn, dấu chèn cái nút nè. Đúng không? Bấm vô nút. Nút là gì? Đăng ký. Đăng ký demo. Đó. Cái hạn đường liên kết là cái gì thì mình lấy cái đường liên kết bỏ vô. Liên kết nha. Vô đây tôi lấy cái đường liên kết. Mình vô web chính, mình đã lấy từ đó qua web chính để đăng ký. Rồi mình vô, mình sẽ vô web chính của mình để mình lấy cái đường liên kết. Nha. Vô web chính thì lấy đường liên kết đăng ký demo nè. Ví dụ đây. Đó. Lấy vô đây. Demo đây là... đây cái này đó, chèn vô
cái nút mình kéo đây, mình kéo ra để đây cũng được, hoặc để đó đi ha. Rồi để đây giữa, nếu để đây giữa phải kéo xuống dưới đây, hoặc làm sai cái con dắt là được ha. Cái nút này mình để dưới này. Ở dưới này mới kéo ra giữa được. Mình kéo nút cái dài ra. Khi mình kéo mình để ý mình có cái thước kẽ để mình canh cho nó ra giữa, không ra giữa đó. Đó, ví dụ mình cái demo vậy đi. Đúng không? Rồi, tiếp tục. Rồi. Nếu cái chữ của mình nó xuống hàng vậy xấu quá đúng không? Mình có thể là cho kích thước lại đây, nhỏ lại chút xíu. Nhỏ lại chỗ này. À. 18 thì nháy quá, mình cho nó nhỏ lại 14, ví dụ vậy. Rồi, được chưa? Rồi tiếp theo mình sẽ làm tiếp là giải pháp này, cái tiêu đề nè. Tiêu đề. Để làm được cái tiêu đề đây thì mình sẽ bỏ vô phần hộp văn bản nè. Đó. Nó nằm trên phần này mình nắm vô kéo xuống dưới, kéo cho nằm dưới. Đó. Đó. Thì đó. Rồi. Rồi tiếp theo là mình sẽ chèn tiếp ba cái khung để bỏ hình ảnh vô ha. Thì để mà ba khung bỏ hình ảnh vô, mình chọn cái khung bỏ hình ảnh này, đây nè thấy không? Ha. Thầy thấy à, đây nè, bấm vô. Được ba khung. Đó. Rồi mình sẽ bỏ chữ trước bỏ hình sau đi ha. Kế hoạch sản xuất tôi làm lại này nữa nha. Đây đó à. Cái này nằm dưới đây hen, cho vậy. Cái tiêu đề thì mình để trên đi, cái chữ mình để dưới đi. Đó, dùng vậy. Cái này tiêu đề mình cho ngắn ra thôi, tiêu đề. Nó nhỏ lại thôi. Rồi đây cũng vậy. Vô đen rồi chọn và chọn là chỉnh ha. Chỗ nào bây giờ trống quá mình enter cho nó chạy lên. Rồi mình bấm xóa cho nó chạy lên. Đây cũng vậy. Nó chạy đều lên. Rồi. Đây cũng vậy. Này cho 12 cho đều qua đây.
12 hết nha. Rồi. Rồi bắt hình vô. Tải anh lên. Mình có thể tìm kiếm ảnh từ Google Drive luôn, lấy ảnh từ Google Drive luôn. Mà chọn hình ảnh ở đây mình có thể là lấy hình ảnh trong thư viện có sẵn nè. Nếu mà không có hình ảnh thì lấy cái thư trong thư viện có sẵn ở đây. Đây Google đang load lên nè. Ở đây. Mở tìm kiếm trên Google bỏ vô. Những hình ảnh có sẵn. Rồi, ở đây tôi lấy hình upload lên, tải lên. Sao cái hình này bị sai à? Này bên này mới đúng. Nếu mình muốn đổi hình này á, thì mình phải bấm vô hình này rồi mình bấm vô ba chấm tải là thay thế nè, thay thế tải lên làm sai á, mình thay thế tải lên hình khác. Đó, ví dụ như vậy. Đây là đây. Nó sai thì mình chọn lên khác đi. Tải lên nè. Đó, ví dụ vậy. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ tại sao phải chọn nè, đúng không? Đây. Thì tiêu đề đó thì mình sẽ cũng làm như vậy, học văn bản lấy tiêu đề vô. Rồi ở đây là mình sẽ sử dụng video như vậy luôn. Ở đây cũng cài xài lại cái công cụ này, video YouTube, chèn cái video vô. Rồi, copy này vô. Rồi đâu lớn lên cũng được.
Rồi. Đó. Rồi, tiếp theo mình sẽ làm tiếp cái còn lại ha. Đó, tương tự vậy mình làm đăng ký demo các module đúng vậy, mình làm tiếp tiếp cho nó hoàn thiện cái trang chủ này ha, như vậy. Rồi. Cái trang giao diện mình có thể sửa lại ha, đơn giản thôi. Đơn giản cho nó cái nền trắng luôn cho dễ. Kiểu phông chữ thì mình để cổ điển nè. Rồi. Tiếp theo mình làm tiếp cái phần các module nè. Các module này cũng làm giống vậy ha. Đó. Như vậy luôn. Và chèn. Chèn hợp văn bản nè. Module mình sẽ sử dụng cái loại là 4 cột nè. Đó. À, 4 cột mình là này mình có dữ liệu xong á, mình làm nhanh lắm, còn chưa có dữ liệu mình làm hơi lâu. Phải suy nghĩ biết cái gì nữa. À, rồi hình ảnh bỏ vô. Tải lên nè. Tôi chưa thể thử tải video trực tiếp ở đây lên sao, nhưng mà tôi chỉ tải hình thôi. Mình bỏ xuống nó bị mất rồi đúng không? Mình sẽ kéo nó lại cho nó đúng lại vị trí đó nha. Kéo lại sao cho đúng. Các bạn nói là đưa hình được kích thước bao nhiêu đây, không có quy định kích thước. Mình có thể lên đây mình chỉnh lại cho nó đúng với kích thước của mình. Đây. Đó. Không. Đó. Tải lên. Đó. Mình kéo lại ha. Rồi, thế là tiếp. Rồi, để cho nó tiết kiệm thời gian thì mình sẽ copy này ra. Đó, tiết kiệm thời gian ở đây có nút copy nè. Sao chép nguyên cái phần này xuống luôn. 1 2 rồi mình có 12 cái, 12 ô, mình copy ra ra rồi mình sửa lại nha. Lúc này copy nè. Đó, là một cái copy cho các bạn coi. Cái nút đăng ký demo này cũng vậy, copy luôn. Nút đăng ký demo nãy mình làm xong rồi, một nút này đúng không, mình copy xuống nè. Ctrl C nó. Rồi mình Ctrl V nó. Mình lôi nó nằm ở chút này. Đó. Rồi copy nó. Rồi muốn bỏ vô đâu, bỏ xuống đây. Lọt nó vô đây. Đó. Rồi, tiếp tục mình sẽ làm tiếp cái chèn thêm cái Google Map nha. Chèn bản đồ vô. Đây nó có nút là bản đồ nè, thấy không? Bấm vô.
rồi mình sẽ tìm cái bản đồ, mình vô tìm đúng cái công ty của mình. Rồi đây mình tìm công ty của mình ha. Mình tìm công ty của mình mà nó có nằm trên cái Google Map mà. Mình lấy được nha. Map. Đây nè, đó. Vô đây. Đó, mình lấy cái tên là đúng cái tên trên Google Map nè mà nó tạo cho mình á. Mình mới bỏ đây. Đó, rồi chọn. Kéo nó ra, bự ra luôn. À. Cái demo nằm trên đây. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ để thông tin liên lạc ha, thông tin liên lạc của mình, địa chỉ này, line đó. Copy. Cái này cũng chèn một cái là văn bản. Dán vô. Kéo vô. Vừa thôi. Đó. Rồi. Rồi. Online. Dán vô đây kéo vô. Nắm nó kéo xuống đây cho nó cần hai bên. Nắm kéo thôi. Rồi chỉnh màu chữ lại nha. Đúng không? Ví dụ tới đây xong rồi mình sẽ lưu nó lại ha. Bấm vào nút là công bố. Đó. Công bố mình sẽ đặt tên cái trang này là trang gì? SAP ERP Việt Nam nè. Ghi info SE. Ghi là SAP. Và nơ chẳng hạn, rồi sẽ bật nơ. Công bố. Đó, xem. Không vô xem cái trang web của mình vô để tạo. Đây. Vô mới tạo xong đây. À. Rồi mình xem đây, mình muốn sửa gì nữa thì quay vô mình sửa. Ok, này mình muốn thay đổi thêm gì nữa mình sửa. Nút này muốn đổi gì đó mình đổi. Ví dụ muốn đổi gì mình đổi. Cái nút này nó chỉ là một mẫu nút này thôi, không cho mình sửa nhiều. Không có. Nút này nó chỉ vậy thôi, nó không cho mình thấy muốn nút này đẹp hơn. Dứt qua đi. Nó nhấn vào đi. Nó chỉ vậy thôi, nút này nó chỉ đơn giản vậy thôi. Ha. Nó không cho mình sửa nhiều thứ đâu. Mình kéo cho nó ngay thôi.
công bố lại nếu mình sửa thì mình công bố lại nha, nó mới xuất ra ngoài. Công bố công bố lại thì mình ra xem nó mới sửa lại cho mình ha. Đó, đó là cái phần mình thiết kế với cái Google Site, tương tự vậy trang khác. Bây giờ mình làm trang khác cũng vậy, trang chi phí thiết kế sáp này, trang liên hệ cũng vậy. Mình có một cái nội dung rồi mình sẽ làm giống như nãy giờ tôi làm vậy thôi. Đó ha, đó là cái phần về thiết kế web với Google Site này, thấy ha. Rồi bạn tự mình làm một cái, mỗi người về nhà mình sẽ làm một cái trang của riêng mình bằng Google Site ha, của riêng mình. Còn tên ở nhà ở trong lớp này mình làm theo mẫu của tôi vậy ok, để mình thiết làm thôi. Những người nhà mình tự làm riêng mình một trang ha, ha, trang Google Site. Rồi kết thúc cái video ở đây luôn ha, hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo. Ở đây ở trang Google Site sau mình làm xong rồi ấy, mình có thể thay đổi thành tên miền riêng của mình được luôn ha. Bấm vô cài đặt nè, bấm vô miền tùy chỉnh nè. Rồi sau đó mình bắt đầu thiết lập, mình sử dụng tên miền thứ ba đây, mình tiếp tục với mình sẽ nhập cái tên miền mình vô. Đó, rồi làm theo cái hướng dẫn của Google nha. Ở đây mình không có cái tên miền để mình thực hành cho nên tôi không có demo cho các bạn cái phần này được. Cho nên là bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách mình thử mình cài đặt ở đây nha.